Vâng, xin chào quý chú bác anh chị đến kênh Chợ Nhật Bản Nhân đăng ký kênh. Hôm nay lên clip số 77 về đồ nghề. Anh chị mình bấm nút like và nút đăng ký kênh để theo dõi các clip mới bên em ha. Chốt hàng thì mình cứ điện thoại trực tiếp hoặc là nhắn tin vào số điện thoại trên tiêu đề giùm em. Chuyển khoản đơn trên 300 bên em sẽ bao ship, đơn dưới 300 vui lòng chuyển thêm giùm em 10.000 tiền phí ship và ship code nhận hàng thanh toán đồng giá là 30.000 một đơn. Thì hàng hóa em có quay kỹ ở trên clip ha. Em có quay và đặt thước đo anh chị mình xem kỹ hàng hóa rồi mình chốt hàng giùm em. Đầu tiên em đi vào mã số 1 ha. Mã số 1 thì em còn được tầm khoảng 3-4 cái mở ốc gãy ốc chết, sử dụng máy bắn vít nha anh chị ha. Cái này thì rất là thông dụng, rất là dễ xài, anh chị mình xài máy bắn vít nè. Rồi mã clip số 77, mã số 1 giùm em. 140 một cái ha. 140 là một bộ như thế này. Thì cái này sử dụng rất là dễ anh chị ha. Nếu mà anh chị mình xài mà những con ốc mà nó bị gãy, nó bị xòe đầu, nó bị xòe đầu rồi mà anh chị mình không có sử dụng những cây mỏ lết cờ lê mà anh chị mình vặn tô vít mình vặn ra được á, thì mình xài những cây này để mình vặn ra. Trong này thì nó bị ố, cây này thì chưa xài anh chị ha, nhưng mà thép là thép HSF thép gió này, anh chị mình thấy ha. Đây có chữ thăng 3 ha. Bên này có thăng 2, thăng 1 và thăng 0. Đó, có số 2 này. Đó, anh chị mình thấy ha, những cái đầu như thế này, hai đầu đều xài hết và sử dụng máy bắn vít là 6.35 ly giùm em. Ví dụ cái cuối cùng là số 0 ha, thì để nó có bị dính nó ổ chút anh chị. Đây, cái này là đầu HSF số 0 ha. Thì chiều dài mỗi cây là tầm khoảng là 5 xăng hơn nha chị ha. Khoảng hơn 5 xăng nè. Một bộ như thế này gồm có 4 cây như thế này. Từ size số 1, từ size số 0 đến size số 4. Thì anh chị mình xài cho máy bắn vít ha. Xài cho máy bắn vít cho em. Anh chị mình gắn chắc chắc vô ha, rồi anh chị mình mở những con ốc nó bị rỉ đầu, nó bị xòe đầu thì mình xài cái này rồi ha. Ok này, đây ok ha chị ha. Đó, anh chị mình xài đầu kia thì anh chị mình mở ngược lại, mình gắn ngược lại thôi. Rồi ok rồi ha, anh chị mình xài máy bắn vít thì mình rất là tiện lợi, không có tốn phí sức nhiều, tại vì mình xài cái máy này thì rất là đỡ hao phí sức của mình. Còn cái này thì anh chị mình chốt giùm em mã số 1 là 140 ha, hàng chưa xài, đầu nó hơi nhiều khi nó hơi ố thanh thanh một chút. Anh chị mình xem này giùm em ha, mã số 1 giá 140. Đây ha. Rồi. Em lên mã số 2. Số 2 là combo gồm có hai cây đục cơ khí của anh ha. Cây này cũng hàng chưa xài nhưng mà do để bãi thì nhiều khi nó cũng hơi có ố vàng vàng tí. Và bên em cũng đã vệ sinh sạch sẽ rồi, nhưng chị về chị việc xài thôi. Cái này là 200 một cặp, gồm có hai size anh chị ha. Cây này là đục một phân là tương đương với 1 cm này. Bên này là 8 ly ha. Và của hãng Moen Rysefield của anh. Đây, Moen Rysefield của anh ha. Đó. Cái này chắc để em đổ cái cây nó bằng thẳng hơn cho anh chị. Này nãy em vỗ quá, em nhặt cái cây này nó hơi có bị cắn cái này chút, em sẽ nhặt cái cây em thẳng hết như thế này cho anh chị ha. Rồi gồm có size là 1 phân và size là 8 ly giùm em, Moen Rysefield của anh ha. Hàng mới chưa xài. Đó, đầu chưa có xài ha. Rồi, đây là phần đầu dưới 1 phân và 8 ly. Thì chiều dài tầm khoảng là hơn 15 xăng, gần 16 xăng nha anh chị. Chốt giùm em mã số 2 cặp này giá là 200. Em lên mã số 3. Rồi, hôm qua một ít phần lưỡi cắt ha. Đây là lưỡi cắt hợp kim. À quên, lưỡi cắt kim cương cho anh chị mình xài cho máy cắt cầm tay giùm em. Thì là mã số 3 này là một lưỡi của... Thì mấy tất cả đều là hàng của Disco của Nhật hết nha anh chị ha. Anh chị mình thấy cái hãng là Disco của Nhật và tất cả là hàng mới chưa xài này. Thì anh chị mình cứ tìm giùm em ha. Những cái này thì giá mới của nó cũng rất là cao, tầm khoảng 700-800 ngàn một lưỡi chứ không có rẻ ha. Và sử dụng máy cắt cầm tay rất là thông dụng. Lưỡi cắt kim cương ha, Diamond Cut Up Wheel. Và anh chị mình muốn tìm về hãng này, về muốn về sản phẩm này, anh chị mình tìm giùm em là Turbo Cut RS gạch 280 Deluxe ha. Disco của Nhật, tốc độ rất là cao, 80m/1 giây, tương đương với 15.000 min ha. Thường thường nó tới tầm 14.500, 15.000 là tốc độ rất là nhanh anh chị. Và lưỡi cắt kim cương thì anh chị mình xài cực kỳ bền. Thì đây là lưỡi cắt màu đen ha, Turbo Cut mã số 3. Chiều dài đường kính là 10.5, phần cốt ở giữa tầm khoảng 2 xăng ha. Và chỗ này anh chị mình thấy giùm em là tầm khoảng là gần 2 ly. Cây này gần 2 ly ha. Mã số 3 giá là 150.
Số 4 cũng là tất cả là hàng mới chưa xài nha anh chị. Đây là lưỡi cắt kim cương Diamond Cut Off Wheel này của hãng Disco luôn. Đây là có răng và có những cái lỗ này để anh chị mình thoát những cái mạt mà mạt gạch ha, gạch bông á. Anh chị mình xài để mình thoát những cái mạt gạch á. 2 4 6 8 răng. Đó, hàng mới chưa xài, đây là những cái răng kim cương đây ha. Rồi. Cắt gạch men gạch bê tông ngắn, bê tông nhỏ nha anh chị. Đường kính là 10.5, phần cốt ở giữa tầm khoảng 2 xăng và độ dày nó cũng tầm khoảng là này chắc tầm khoảng là 1.6, 1.8 ha. Tầm khoảng 1.6. Cái này chốt giùm em mã số 4 giá là 150. Nếu mà anh chị mình lâu lâu mình có sửa những công trình phụ ha, gia đình mình có lát gạch hè hoặc là nhà tắm gì đó thì anh chị mình xài những cây này, hoặc lâu lâu nhà nó có bị gãy cục gạch nào trong nhà hoặc bị bể thì mình có thể mình sử dụng để mình thay ha. Đường kính là 10 chấm gần cái này là gần 10.5 này, phần cốt ở giữa là tầm khoảng 2 xăng và độ dày cái này chắc tầm khoảng là 1.4 ha, 1.4 ly. Cái này chốt cho em ha, đây là lưỡi cắt Corona và những cái răng này răng kim cương luôn. Đó, Disco Diamond Cut Off View ha. Mã số 5, giá là 150. Rồi em lên mã số 6. Số 6 là lưỡi cắt là nhuyễn luôn ha, răng kim cương luôn, tốc độ rất là nhanh nè, 15.000, 80m trên 1 giây, lưỡi cắt của Disco. Thì đây là phần răng kim cương ha, thì cái bản này nó nhỏ và nó rất là mịn như thế này thì anh chị mình cắt nó nhanh này. Mã số 6, 150. Đường kính tầm khoảng 10 xăng hơn anh chị ăn, phần cốt ở giữa tầm khoảng là 2 xăng và độ dày tầm khoảng là 1.4 ly ha. Cái này anh chị mình chốt cho em mã số 6, giá là 150. Rồi em lên mã số 7 là một cây tô vít đóng ha. Cây này thì rất là thông dụng, nếu mà anh chị mình gặp những con ốc nó bị cứng đầu á, nó bị hơi ố rỉ đầu á, thì anh chị mình xài cây này để mình mở ha. Nếu mà mình vặn nó hơi có rỉ thì anh chị mình vặn nó sẽ khó hơn là nó không rỉ, thì anh chị mình sẽ dùng cái này để anh chị mình đóng cái đầu đầu búa lên đây ha. Dưới này là có hình ảnh minh họa nè, khi mà anh chị mình đóng cái đầu búa lên đây thì cái trục dưới này nó có xoay anh chị ha, nó sẽ xoay, cái trục này nó sẽ xoay ha. Đây có cái hình mũi tên nó chỉ nó xoay vòng tròn như thế này. Đầu PH2 rất là dễ xài. Cái này thì do để bãi nó hơi bị chóc mạ thôi anh chị, nhưng nó còn rất là mới này. Cái mực in nó còn nguyên này ha, cái mực in mà hình minh họa này còn này. Và sale đầu PH2 giùm em, tô vít đóng xoay nha, tô vít đóng có xoay. Đầu PH2 là rất là thông dụng cho anh chị mình mở ốc. Đó, đây ha. Chiều dài tổng thể tầm khoảng là 21 xăng hơn. Đây này chốt giùm em mã số 7, giá là 130 ha. Một cây tô vít đóng xoay của Vesel. Em lên mã số 8. Số 8 là một cây tuốt dây điện hệ A của Vesel. Cây này chiều dài tầm khoảng là 17 xăng, Vesel hệ A. Thì hệ A anh chị mình tuốt được là Vesel 3000 A ha. Tuốt được phi là 0.5, 1.2, 1.6 và 2 ly ha. Đây. Cây này dài tổng là 17 cm và anh chị mình thấy phần cán cứ còn liền lạc này. Cây này cũng còn khá mới ha, láng o nè, Vesel cho ban. Còn cái phần cữ luôn nha anh chị ha, còn cữ luôn. Đây anh chị mình thấy này, cái phần lưỡi cắt anh chị mình thấy nó vuông vức nó hẳn ha. Do để bãi thì cái phần này nó hơi có ố nhăm nhăm chút nha anh chị ha, nhưng mà anh chị mình cứ xài bình thường bảo quản dầu cho mình em. Đây anh chị mình thấy nó rất là mới luôn. Đó ha. Thì em sẽ test một cái lỗ trong cùng là phi 2 chấm cho anh chị mình xem ha. Đây, tốt rất là nhanh nha. Cái này thì mình xài gia đình được cho anh chị ha, từ 0.5 cho tới là 2 ly dùm em. Rồi cái này chốt cho em mã số là 8, giá là 280 ha. Một cây tuốt dây điện hệ A của Vesel. Em lên mã số 9. Số 9 là một cây anh chị mình nâng đồ của hãng Biscuit ha. Cây này sản xuất tại Nhật luôn, Biscuit sản xuất tại Nhật luôn ha. Có logo Taiyo nè. Rồi Biscuit. Cây này có một cái lò xo thế này ha. Đây là cái bánh xe để anh chị mình trượt, để mình nâng những cái vật mà nó sát cái nền gạch như thế này nè. Anh chị mình trượt vô cái mình nâng lên ha. Đó, mình trượt vô cái mình nâng lên. Có bánh xe giống như một cái đòn bẩy mình nâng lên ha. Rồi. Nếu mà anh chị mình có làm xưởng hoặc là kho mà hay sử dụng những cái thùng mà thùng bê tông mà để sáp nền gạch đó, thì anh chị mình xài những cái này để mình nâng lên. Chiều dài tổng thể là 30 xăng anh chị ăn. Chiều dài tổng thể là 30 xăng giùm em. Chỗ này bản rộng là tầm khoảng là 5 xăng ha.
Bánh xe, đây là bánh xe thì nó tầm khoảng là đường kính tầm khoảng là 3 xăng và chỗ này bạn dài chỗ này tầm khoảng gần 7 xăng ha. Còn được cái bạn mỗi bánh nó tầm khoảng là 2 xăng. Rồi cái này anh chị mình chốt giùm em mã số 9 giá là 220 một cây nâng đồ của viscose của Nhật. Em lên mã số 10. Số 10 là một cây búa đinh của hãng Bakuma hiệu con gấu của Nhật ha. Cây này là búa đinh. Nói chung là những cây này anh chị mình xài cực kỳ bền ha. Búa đinh của Nhật, Bakuma này, đó, made in Japan. Bakuma. Đây là phần cán nha anh chị, phần cán còn liền lạc nè. Dưới đây là phần thân nha, còn cái này luôn. Nói chung là mấy cây này thì chắc là mới xà lướt thôi. Còn rất là đẹp để anh chị mình sử dụng ha. Đây là phần đầu đóng có rãnh chống trượt. Những cái rãnh này để chống trượt ha. Đóng đóng nó sẽ không có bị trượt những cái đinh này. Rồi, nhổ đầu, nhổ đinh đẹp nha anh chị. Đó. Cây này anh chị mình sử dụng hoặc là anh chị mình xài cũng được ha. Nó cũng còn khá đẹp nè, cũng không có bị cấn dập gì nhiều. Cân nặng là 640g nha chị em, 640g. Chiều dài tầm khoảng là 35 cm ha. Đường kính đầu đóng á, cây này là đường kính khoảng là 3.2 cm. Và nặng là hồi nãy là 640g. Cái này anh chị mình chốt giùm em búa đinh của Bakuma mã số 10, giá là 240. Em lên mã số 11. 11 là một cây búa đinh luôn. Cây này Dakyu, cây này cũng còn khá mới ha. Dakyu Moto Hamano của Nhật này. Đây. Rồi, cây này thì đẹp nha anh chị ha. Có mỗi chỗ này nó có rách chút xíu thì anh chị mình đổ keo chứ không có vấn đề gì hết. Đó, cây này thì còn đẹp nha anh chị. Trên này có logo Dakyu luôn ha. Rồi, cây này thì rãnh rất là đẹp, rãnh nó còn rất là đẹp luôn. Cân nặng tầm khoảng là 620g nha chị ha. Và chiều dài cũng tầm khoảng 35 cm này. Chiều dài 35 cm, tổng thể đường kính đầu đóng là tầm khoảng là 2.9 cm. Rồi, cây này anh chị mình chốt giùm em mã 11, giá là 260. Em lên mã 12. 12 là một cây khò ga của hãng SK11 của Nhật ha. Thì chỗ này là cái đầu nối, bên em đã mua một cái đầu nối và em đã sửa lại cho anh chị về, anh chị mình gắn cho bình ga Việt Nam mình ha, phù hợp với lại bình ga Việt Nam mình. Còn phần trên chị mình thấy rất là láng nè. Đây là ở dưới nó là màu bằng nhôm ha. Bằng nhôm và trên thì họ phủ nước sơn màu đen. Anh chị mình thấy cái tem nó còn mới nè, SK11 của Nhật. Nhưng sau này cũng còn cái tem giấy nè. Đó, đây là anh chị mình vặn điều chỉnh nha. Rồi. Cái này thì anh chị mình thấy đánh lửa bằng IC. Chung là ở ngoài test cái nào nó cũng lên hết. Không vấn gì đâu ha, vấn đề gì đâu ha. Rồi. Đánh lửa bằng IC. Chiều dài tầm khoảng là 12 cm. Những cây mà anh chị mình mua ở bên Việt Nam mình bằng nhựa thôi cũng tầm khoảng 200 mấy rồi, 200 mấy rồi. Cái này nó bằng nhôm luôn. Đó. Vẫn còn ngứa tay. Nói chung là bật nó lên nha anh chị ạ. Nhiều khi cái vặn chỗ này như nó khóa lại nè. Cái lại nó cũng bị chói này. Nói chung là đánh lửa IC anh chị ha. IC thì anh chị mình xài không biết rồi. Cái này mã số 12 giá là 350 anh chị ha. Em lên mã số 13. 13 là một viên đá mài ha. Đây là máy mài dành cho máy mài hai đá giùm em á. Máy mài nó nằm chập chọc như thế này này. Máy mài hai đá giùm em. Thì viên này hàng xài lướt thôi nha anh chị. Mã số 13 giá là 280. Chắc để em cân nặng luôn đi. Thì viên này nặng là 1,3 kg ha. 1,3 kg hơn 1,3 kg. Naniwa nha anh chị ăn. Naniwa số 4352. Naniwa có hình con tôm trên mắt này. Lobster. Đó, viên này thì nó màu xanh xanh như thế này nha anh chị em, màu kiểu màu xanh xám á, màu xanh xám cũng có hơi có ánh xanh một tí. Anh chị mình có thể tìm thêm thông tin giùm em ha. Cái này thì nó chắc tầm khoảng là này chắc tầm khoảng 80 đến 120, không, cái này nó phải mịn hơn. Chắc cũng tầm khoảng 120 đến khoảng 200 mấy á. Độ rít nha anh chị em đang nói độ rít Lobster Naniwa của Nhật nè. Đó, hàng chuẩn sản xuất tại Nhật nha anh chị, không phải hàng Naniwa Việt Nam nha. Rồi, bởi Naniwa nè. Anh chị mình có thể mình xem dòng cốt này để mình tìm cái độ rít giùm em ha. Noban 4352. Hồi nãy nặng là hơn 1,3 kg nha chị ha.
Đường kính là tầm khoảng 19.3 xăng. Phần cốt ở giữa là tầm khoảng là 2.5 dùm em ha. Độ dày với phần cốt nó tầm khoảng là 2.4 này. Còn mặt bên ngoài thì tầm khoảng là 2.4 luôn ha. Đó, đây là anh chị mình có thể mình xem giùm em này. Còn rất là mới luôn. Mã số hơn 1.3. Mã số 13 giá 280 ha. Em lên mã số 14. 14 là một cây tô vít đóng của hãng Vercel ha. Anh chị mình tìm giùm em là đây là hàng sản xuất tại Nhật là Made in Japan ha. Tô vít đóng, đầu này anh chị mình đóng ha. Thì những đầu này anh chị mình xài cái đầu tô vít lớn giùm em ha. Đầu tô vít lớn giùm em. Vercel Made in Japan. Đây là Vercel No 2008 nha anh chị ha. Có 2005, 2500, 2600 và 2008 ha. Thì cái dòng này dòng cao cấp ha của Vercel. Đầu này anh chị mình xài vô cho đầu tô vít lớn ha. Rồi. Đầu này có xài lướt anh chị ha. Cái này thì em chưa có đánh bóng gì hết á. Để anh chị mình đánh bóng sơ qua. Nhưng mà xài lướt, xài sơ cũng không có nhiều đâu. Nó còn rất là sáng à. Hoặc là anh chị mình sử dụng chung với bộ đầu khẩu ha. Anh chị mình thấy nó led light đảo chiều trái phải nè. Mình nhấn nó vô thôi. Hoặc là anh chị mình xài chung với lại đầu khẩu ha. Đây là đầu khẩu sử dụng 1/2 giùm em. Đây là cái cây nối từ khẩu ra 1/2 ra là đầu tô vít lớn. Rồi cái này anh chị mình chốt giùm em ha, mã số là 15, giá là 540 ha. Rồi, mã số 15. Chiều dài tầm khoảng là 15 xăng anh chị ăn, chiều dài tầm khoảng 15 xăng và cái này là tô vít đóng của nó khá nặng. Nặng khoảng là 840g anh chị ăn, 840g, mã số 15 giá là 540. Em lên mã 16. 16 là một cây kìm mỏ quạ tự động. Mỏ quạ tự động thao tác nhanh. Thì cây này là hàng của Canibet của Đức ha. Và cây này là có lớp mạ chrome bên ngoài này ha. Canibet thì anh chị mình biết rồi. Những cây này thì cái phần gia công là thép super chrome vanadium này. Hoặc là phần này là cái phần thép chrome vanadium. Và họ cũng có cái gia công cường lực thêm. Đây là cái phần tự động này. Cái này anh chị mình nhấn xuống để mình trượt cho nó nhanh này ha. Đó. Mình kéo lên. Cây này thì ngàm còn rất là đẹp đấy chứ. Đây anh chị mình thấy cái ngàm của nó nè. Ngàm còn láng o thẳng tắp luôn. Ở ngoài nó hơi ố, chúc anh chị mình quấn bóng thêm giùm em. Láng o luôn ha. Đây có một cái ngàm phụ cái gì nè. Rồi, rồi. Ngàm mở tối đa là tầm khoảng 3.5 xăng anh chị ha. Và chiều dài cây này tổng thể tầm khoảng là 26 xăng. Còn cũng còn khá mới ha anh chị. Nhìn cái vỏ nó còn màu sáng nè, đỏ đỏ tươi. Rồi cái này thì nó có bị cấn cái này chút xíu nha anh chị. Đây cấn cái này chút xíu này ha. Germany của Đức nè. Đây là cái phần để anh chị mình nhấn. Rồi mở phi tối đa là 42 nha. Mở phi tối đa là 42 ly. Chiều dài tổng thể cái này là tầm khoảng là 26.5 xăng anh chị ha. Cái này anh chị mình chốt cho em. Rồi mã số 16 giá là 900. Một cây kìm mỏ quạ tự động Canibet của Đức. Dài 26.5 xăng. Em lên mã 17 là một bộ gồm có 246 ha. Đây là bộ cửa lê miệng của hãng KTC. Bộ này thì còn xà lướt thôi, còn khá mới ha. Mã số 17, 650. Bộ này gồm có 246 cây nha chị ha. Thì cái này có 3 cây khá lớn. Nếu mà anh chị mình mua lẻ một cây thì thường nó tầm khoảng là 300 mấy một cây này. Đó, KTC. Rồi đầu tiên là bộ này có cây chưa xài và cũng có cây xài lướt nha chị ha. Thì cái độ mới của nó cũng còn khá cao để anh chị mình xài. Rất là bền. Hàng của KTC hoặc Tone hoặc là Lobster hoặc là NKC đó, những hãng này thì anh chị mình xài cực kỳ bền. Chiều dài cây này tầm khoảng là 26.5 xăng ha. Và cây ngắn nhất thì nó dài tầm khoảng là 12 xăng anh chị ăn. Em đo em uống chừng để anh chị mình có thể nhìn xem giùm em ha. Đó, nó sẽ tầm tới cỡ này. Đó, rồi em sẽ view anh chị mình xem tới cái đầu. Thì cái này em cũng chưa có đánh bóng vào bên trong đâu. Và anh chị mình thấy nè, hàm nó còn rất là đẹp mà, hàm nó còn thẳng nè. Ví dụ cây nhỏ nhất thì gần như là chưa xài nè. Đây, chị mình thấy ngàm đẹp nha. Ngàm rất là thẳng, nó không có bị cấn dập mỏ ha. Còn chỗ này nó bị chóc mạ chút ha. Thì anh chị về anh chị mình đánh bóng thêm cho nó sáng thôi, không có đề gì. Anh chị mình thấy ngàm cây nào nó cũng thẳng nè. Đó. Rồi, bên này ha. Anh chị mình thấy ha.
vì em cũng chưa có lau chùi gì hết á, nên về anh chị mình lau sơ hoặc là anh chị mình đánh bóng thêm cho nó sáng ha. Nói chung là nhà mình những cây này còn đẹp, không có bị cấn dập xòe mỏ cấn gì hết. Rồi, đầu tiên là cây số 23, 26, cây này là thép Tikken Chrome Vanadium luôn, cây này rất là đẹp ha. Rồi, cái này thì cái này là lớp mạ anh chị ăn, chứ không phải nó bị rột đâu ha. Cây thứ hai là cây số 22, 24, anh chị mình cứ tìm KTC S2 gạch 2224 là sẽ ra thông tin những cái này dính keo thôi ha, không vấn đề gì. Nãy thì em cũng cho anh chị mình xem bên trong hết rồi, đó. Về mình đánh bóng thêm chứ không vấn đề gì ha. Cây thứ ba là cây số 17, 21, này. Cây này thì rất là đẹp ha, cây này thì rất là đẹp, 17, 21. Rồi cây số 17, 14 ha, đây là cây 17, 14 anh chị. Đánh bóng thêm cho nó đỡ xước ha. Cây này nó hơi có để nó cắn với nhau thì không vấn đề gì hết. Rồi cây này là cây số 17, 13 anh chị ha. 17, 13 S2 gạch 13, 17 của KTC nè. Anh dính dơ thôi. Về đây, anh cũng cào ra được rồi nè. Đó, không vấn đề gì ha. Rồi đầu cuối cùng là cây số 9 và cây số 10 ha. Cây số 9, số 10 KTC à, KTC ha. Rồi bộ này anh chị mình chốt cho em 246 cây. Độ mới khá cao ha. Mã số là 17, giá là 650 bộ này nha chị ha. Mã số 7, 17 ha. Mã số 17, 650. Em lên mã số 18. Rồi 18 là em lên một dây hơi anh chị ha. Dây hơi anh chị mình dẫn nước hoặc dẫn khí cũng được, dẫn chất lỏng hoặc là dẫn chất khí cũng được. Thì cây này là của hãng SMC của Nhật nha chị ha. Mã số là 18. Cuộn dây này dài tầm khoảng là 19,5 m ha. Hồi nãy thì em có gỡ ra em đo rồi. Đó, cây này còn rất là mới nè, em gỡ ra em đo rồi là tầm khoảng 19,5 m ha. Không biết nó có chênh lệch gì không nhưng mà nó tầm khoảng 19,5 m á. Nếu mà theo thông số sàn nhà sản xuất thì nó tầm nhiều khi là cắt nguyên đoạn này nó tầm khoảng là 20 m ha, nhưng mà em đo nó có 19,5 m thôi. Đó, là dính dơ thôi ha. Thì á, thì cái này thì có gắn sẵn hai cái đầu hơi cho anh chị này, cái đầu này đầu nối nhanh nè, đầu này đầu nối nhanh ha, còn rất là mới. Rồi đầu nối nhanh, còn cái đầu bên này, dây bên này thì gắn một cái đầu như thế này. Và anh chị mình thấy ha, sợi dây này sợi dây của hãng SMC và nó gồm là 3 lớp anh chị ha. Dây này anh chị mình có thể dẫn chất lỏng hoặc là dẫn chất khí được. Và nó chống lửa ha, nó chống lửa. Nó gồm có 3 lớp anh chị ha. Polyethylene và cái lớp ở giữa là như là nhôm nè. Đó, ở một lớp nhựa bên trong nữa. Anh chị mình cứ tìm giùm em cái chữ nó nhũ màu vàng này. Đây. Anh chị mình tìm giùm em là SMC, hàng này là hàng chuẩn Nhật nha anh chị. Hàng chuẩn Nhật giùm em ha. FR TUC TRTU 1065 ha. Đó, TRTU 1065 10 nhân phi 65 ha, phi 6.5. Tầm khoảng 2 kg rưỡi. Rồi. Em cũng sẽ lưu một số thông tin cho anh chị mình tìm hiểu thêm về hãng này. Rồi ha. Cái này là SMC của Nhật, đang TRTU 1065 này và đang để chế độ 20 m này. Thì giá nó tầm khoảng 184 đô, nó tầm khoảng là 4 triệu mấy anh chị ạ. Hàng chuẩn Nhật ha. Đây, em lựa cái màu ha, tại vì nó có màu đỏ, màu vàng, màu xanh đó. Thì đây là em lựa cái sẵn cái này thì nó ra cái giá là 184 đô. 20 m màu đỏ. 10 x 65 ha, 10 x phi 65, phi 6.5. Chống cháy ha. Dẫn khí dẫn nước trong môi trường có thể gây ra tia lửa như là máy hàn hồ quang này. Botiolen phi chống cháy ha. Rồi, này anh chị mình có hàn máy hàn hồ quang thì anh chị mình xài những cái này được ha. Đó. Đây có một số cái thông tin thêm ha. Dẫn là dẫn nước không khí nè. Môi trường hoạt động tiêu chuẩn, khả năng chống khúc xạ gì ha. Bên trong áp suất là 0.8 ha. 0.8 MPa. Rồi đây là phần cấu trúc anh chị ha, gồm có 3 lớp nè.
chung là gặp những cây này thì ít gặp nên chị ăn vào cây này nó còn rất là mới luôn. Rồi 20m là 180 đô, 4 đô là nó tầm khoảng 4 triệu mấy đăng. Thì cái này á, nó không có hai cái đầu hai bên này. Thì cái này em bỏ sẵn cho anh chị luôn. Nếu mà mình mua mới cái này nó cũng hết tầm khoảng 3-400 ngàn rồi. 3-400 ngàn hai đầu rồi. Rồi cây này anh chị mình chốt cho em ha. Mã số là 2, nặng 2,5 kg anh chị. Mã số 18 giá là 1 triệu 7 ha. Cái này anh chị nhận chuyển khoản bao ship thôi. Em lên mã số là 19. Qua đồ bếp ha. 19 là combo gồm có hai cây dao răng cưa. Đó, cây này thì anh chị mình cắt bánh mì hoặc là anh chị mình cắt thịt đông. Thì này có cái cán thì chưa có lơ xài, chưa có lên cán xài, để anh chị về anh chị mình lên cái cán giùm em. Rồi cây này là hàng của Pro A ha, của Nhật là Made in Japan, thép và thép molybdenum vanadium ha. Đó, thép phun rỉ. Về anh chị mình lên cán rồi mình xài ha. Mình có thể mình cắt bánh mì, cắt bánh hoặc anh chị mình cắt thịt đông lạnh, cắt cá thịt đông lạnh. Chiều dài phần lưỡi là tầm khoảng 23 cm ha. Đường bề rộng tầm khoảng là 2.8 này. Độ dày cây này chắc tầm khoảng 1,5 ly. Và kèm theo là một cây dao này ha. Cây dao này chắc để anh chị mình ăn buffet hoặc là ăn bò này. Chiều dài tầm khoảng là bò bít tết á, chiều dài tầm khoảng 11 cm ha. Này tầm khoảng là hơn 2 cm. Cái này cũng chưa xài ha. Cái này thì nó mỏng tầm khoảng là 5 ly thôi. 0.5 ly. Rồi cái này anh chị mình chốt cho em mã số 19 giá là 60 ngàn ha. 60 ngàn cặp này. Em lên mã số 20. 20 là một cây đánh vảy cá, size này size nhỏ ha. Nói size nhỏ chứ nó cũng có một size nhỏ hơn đó, và cây này nó cũng tầm size chung á. Cái này về anh chị mình có thể mình xả nhám thêm cho nó láng phần gỗ, là cho nó sáng phần gỗ nè. Ở dưới đây là bằng đồng, rất là đẹp. Còn khá mới dày dặn này, cây này cái phần này rất là dày anh chị. Chiều dài tầm khoảng là 18.5 ha. Và những cái này là hàng chuẩn Nhật hết nha anh chị ăn. Thường thường nó sẽ có một cái tem giấy dán ở đây ha. Cái này thì nó sẽ rớt ra. Rồi mã số 20, 120. Đây. Đó. 21 ha. Em bỏ chung vô anh chị mình dễ so sánh. Cây này thì size lớn hơn, cây này còn khá mới nè. Đó. Này về em cũng chưa có rửa thôi. Về anh chị mình về mình rửa đi ha. Nó còn đồng còn rất là sáng nè. Chiều dài cây này tầm khoảng là 10. Cây này tầm khoảng là 19.5 cm, mã số 21 giá là 180 ha. Em lên mã số 22. Em qua giao bếp không? Hai là một cây dao Yoto ha, hoặc là anh chị mình gọi là Betty cũng được. Hàng rèn thủ công 3 lớp ha, mã số 22. Rồi, cây này có mọc chữ rất là nhiều nha anh chị ha. Và cây này còn khá mới nên chị mình thấy lớp ram màu đen vẫn còn này, 3 lớp thép này. Đây anh chị mình thấy ha, đây đường màu dưới nó màu đen hơn, trên nền ốp thì nó sáng sáng hơn tí nè. Lớp ram đẹp đẹp, còn chữ phần trên cán luôn. Đó, rất là mới ha. Cây này về anh chị mình sẽ khô cá, sẽ khô những con cá bò hoặc là con cá cá ngân để anh chị mình phơi khô á. Thì những cây này anh chị mình sẽ rất là nhanh ha. Đây, 3 lớp thép. Lưỡi sử dụng là 12.8, bản rộng là 3.5 và độ dày là 3 ly ha. Cây này anh chị mình chốt giùm em mã số là 22. Cây này lưỡi là 12.8 cũng dễ xài nữa. Nhỏ nhỏ mình xẻ nó nhanh hơn. Đây tên hãng nè. Rồi mã số là 22, giá là 220. Bán cực kỳ anh chị. 3 lớp ha, quát hai mặt, trái phải đều xài được. 23 là một cây dao cũng gọi là Yoto hoặc anh chị gọi là Betty dài cũng được. 3 lớp quát hai mặt, tay trái tay phải đều xài được. Cây này cũng mới tinh nè. Cây này thì nó dày ha. Đó, rất là dày. Cây này anh chị mình dùng để mình xẻ khô, xẻ cá phơi khô cũng rất là ngon. Xẻ cá lóc á hoặc là xẻ cá bò, cá ngân cũng được. Rồi cây này lưỡi sử dụng là 14.7, bản rộng là 3.5 và độ dày là hơn 2 ly ha. Cái này anh chị mình chốt cho em mã 23, giá là 280, mới tinh ha. Rất là bén anh chị em, bén cực kỳ. Em lên mã 24. Đây là một cây dao của hãng Kai 3 lớp ha. Và cây này là ốp không rỉ và lõi không rỉ luôn nha anh chị em. Và cái đường hamon của nó, đường hamon sóng lượn nè.
anh chị mình lấy cái đường Hamon sóng lượng ha. Cái này thì bên em xử lý nó còn 3 viên chút về anh chị mình về mình liếc qua dây nịt dây da. Hoặc là anh chị mình liếc qua vải nỉ giùm em ha. Đó, anh chị mình thấy cái đường Hamon cái này ốp không rỉ, lõi không rỉ của hãng Kai nha. Cái này hãng Kai. 3 chốt cánh gỗ khâu đúc nè, khâu đúc rời nè ha. Đây bên này có chữ Kai anh chị. Đó, có chữ Kai đây ha. Đây, Make in Japan nè. Đó, hàng chuẩn nha. Đây, đường Hamon là đường Hamon sóng lượn. Cái này nó có chày chày sơ thì anh chị mình về nó không có bị nhiều đâu. Anh chị mình cứ xài bình thường, không có cần, mình cũng không có cần chà, hoặc là anh chị mình về có đá mịn thì mình chà thêm thôi. Chứ còn cái này còn rất là đẹp nè. Rồi trên sóng dao chỗ này nó cũng có dập dập vài chỗ anh chị em. Này cái này họ cũng kiểu như họ xài mà không có cẩn thận nè. Nó bị dập sơ thôi. Đó, Hamon lưỡi rất là đẹp ha. Cái này xài khỏi sợ rỉ anh chị. Ốp không rỉ và lõi không rỉ luôn. Lưỡi sử dụng là 16.6, bản rộng là 4.4 và độ dày là 2 ly ha. Mã số 24, giá là 350. Em lên mã số là 25. 25 em qua dòng dao là thép carbon 3 lớp ốp không rỉ ha. Thì những cây này anh chị mình xài gia đình cũng được nha anh chị ha. Mình chỉ cần bảo quản một chút xíu phần cái lưỡi này thôi, còn ở trên là ốp không rỉ rồi. Rồi cái này của hãng Yossi rất là xịn nha anh chị. Yossi ha, 3 lớp ốp không rỉ và lõi carbon ha, lõi tới sống dao nè. Mình xài mòn hết cây dao luôn nè, nếu bỏ xài riết nó mòn, còn bạn nhỏ thì mình dài xài giống như một cây gatti, một cây gọt trái cây vậy. Chữ khắc rất là đẹp anh chị, hàng chuẩn ha. Hai chốt cán gỗ nè. Rồi thì lõi carbon lúc nào nó cũng bị đen chút xíu nha chị ha. Mình cứ xài thì mình sống chung với nó thôi. Đó, tại vì nếu mà bảo quản kỹ quá thì mình mới xử lý được cái vết đen đó. Còn nếu mà chị mình xài gia đình thì anh chị mình cứ kệ ha. Xài tới thì anh chị mình rửa sơ qua. Lưỡi sử dụng là 16.5, bản rộng là 4.6 và độ dày là 1.8 ly, lõi tới sống dao. Cái này chốt cho em mã 25, giá là 350 ha. Rồi, em lên mã 26. Cây này cũng là 3 lớp ốp không rỉ và lõi carbon ha. Cây này là cán gỗ 3 chốt khâu đúc rời nè, lõi tới sống dao luôn ha. Đây. Đó, lớp ốp ở trên là cũng không rỉ nha chị ha, lõi tới sống dao luôn. Ở dưới thì là lớp carbon ha. Những cây này anh chị mình xài dễ xài, rất là dễ xài, bén cực kỳ. Mình thái rau hoặc là anh chị mình thái thịt heo, thịt bò anh chị mình thái cực kỳ mỏng ha. Đây của hãng Masamune ha, Masamune. Cái này thì nó có đen đen chút không sao nha chị ha, nó cũng có nhanh nhanh chút không sao đâu. Anh chị mình cứ xài tới rồi mình mài tới không ảnh hưởng gì đâu. Còn nếu mà anh chị mình mua những cây dao mới, cây này nó cũng phải triệu mấy rồi. Cây này là bản form dáng thì còn rất là đẹp. Mã số 26, 350. Em lên mã 27. Cây này là một cây dao Santoku 3 lớp ốp không rỉ và lõi carbon luôn ha. Hai chốt cán gỗ. Đó, lõi tới sống dao nè. Rồi anh chị mình thấy ha, ốp cũng không rỉ ha và lõi carbon hơi chấm chấm chút không sai nha anh chị. Rồi, cái này anh chị mình thấy là của hãng. Cái này với cây kia cùng hãng ha. Cùng hãng nè. Đó, cùng hãng luôn ha. Gần gần giống hãng nhau. Gần gần giống hãng nhau luôn. Rồi cây này lưỡi sử dụng là 16.3, bản rộng là 4.3 và độ dày là 18 ha. Độ dày là 1.8. Cái này anh chị mình chốt cho em mã 27, giá là 350 ha. Chung là để thái thịt thì anh chị mình nên có một cây lõi thấp nhất là một lõi carbon như thế này, anh chị mình xài cho nó xài thái cho nó êm tay ha. Rồi 28 cây này á, cây này thì bên em vệ sinh nó bị mờ chữ rồi nha anh chị ăn, chữ mà kiểu chữ laser á nên là nó bị mờ này. Chứ cây này đường Hamon sóng lượn anh chị mình thấy xịn, và cây này form dáng còn rất là đẹp anh chị, form dáng lưỡi thì còn nguyên nguyên nè, lõi tới sông dao và lõi rất là dày này. Đó, đẹp anh chị, nhìn cây dao rất là mới luôn. Rồi cây này nữ sử dụng ha, cây này thì cái đường Hamon này thì ít gặp, ít khi là lõi carbon lắm, nhưng mà chưa xác định được nên là anh chị mình thấy đường Hamon nó khác biệt hoàn toàn ha. Đó, nó có vằn sóng lượn này, kia giống như đường thẳng hơn thì nó sẽ, cái này nó sẽ vằn hơn ha. Rồi cây này lưỡi sử dụng là 17, bản rộng là 4.5 và độ dày là 2.5 ly ha. Cây này rất là dày. Mã số 28, giá là 400. Santoku dáng này là dáng Thái anh chị, anh giao Thái giùm em Santoku, và nó rất là dày. Nó dày thì anh chị mình thái nó sẽ đầm tay hơn ha.
Rồi mã số 28400, nhìn rất là đẹp ha. Em lên mã 29. Là một cây dao chặt nhỏ ha. Cây dao chặt mini. Cây này thì anh chị mình bỏ, cây này có hãng trái bí nè. Ờ, cái gì trái bí này thì ở này em thấy có hãng cưa nè. Hãng như những cái lưỡi cưa đó. Có cái hãng trái bí này của Nhật ha. Nên chị yên tâm, hàng chuẩn Nhật nên chị ăn. Hãng trái bí hay gặp ở những lưỡi cưa gỗ à, hoặc là cưa cành, cưa cây. Có hình trái bí á. Trái bí đỏ. Trái bí đó là sản xuất tại Nhật nha anh chị. Nên chị yên tâm, không phải là hàng Trung Quốc nha. Rồi cây này lưỡi sử dụng là, anh chị mình thấy hai lớp thép nè. Đó, đây là lớp lưỡi, đây là lớp ốp ở trên ha. Này, cây này thì da dẻ thì nó hơi vàng vàng ố thôi, nhưng mà anh chị mình thấy nó không có bị rỗ rỉ. Vắt một mặt cho tay phải giùm em. Và cây này mình có thể mình bỏ vô ba lô, mình đi phượt, đi cắm trại đồ ha. Lưỡi dài 11 cm, bản rộng là tầm khoảng là 3.2, hơn 3.2 ha. Độ dày, đây là phần sống dao này anh chị. Đây là phần sống dao ha. Đó. Rồi độ dày cái này ở dưới nó tầm khoảng 4.5 ly nha anh chị ăn, tầm khoảng 4.5 ly. Gần 4.5 ly chi trí này thì hơn. Mã số 29, giá là 170. Em lên mã 30. 30 là một cây dao chặt giấy xanh 3 lớp ha. Dòng này là dòng gọi là dòng bụng bầu anh chị ăn, dòng là dao dao chặt bầu hai lớp phát hai mặt, tay trái tay phải đều xài được. Cây này của làng nghề Tosa và cây này là thép giấy xanh anh chị em, ba lớp ốp có rỉ và lõi giấy xanh giùm em. Anh chị mình thấy này, cái này có chữ 15 và chữ K ha. Đó. Phần cán phát đấy ha. Cây này thì còn chắc, không có bị rơ lắc anh chị em. Rồi, 15K này. Anh chị mình có thể mình thấy cái đường hamon, đường lưỡi ốp lên là cái phần lõi ở dưới, còn phần trên là màu đen đen là cái phần ốp ha. Đây là phần sống dao ha. Thì cây này mình không dùng để mình gõ nha chị ăn, mình dùng cái phần này để mình chặt. Thì cây này mình chặt xương trong một số trường hợp, đi lâu lâu mình có ăn xương xương bò, xương heo á, xương bò, xương heo, xương sườn hoặc là xương ống á, thì anh chị mình xài cây này mình chặt được ha. Vắt hai mặt tay trái tay phải đều xài được. Đó. Rồi. Bén cực kỳ, và anh chị mình thấy đây là cái đường hamon, cái đường lưỡi nè, đây là phần dưới ha. Và anh chị mình thấy ở trên đây là cái phần ghép ha, đây là phần ốp ở trên và đây là cái đường ghép nè, còn rất là nhiều ha. Đó. Thép giấy xanh anh chị ăn, không có chữ nhưng mà bên em phát hiện là thép giấy xanh ha. Tại vì mài cũng rất là nhiều dao rồi. Cái này thì còn đẹp anh chị. Cái này về anh chị mình chặt ha, thép giấy xanh cực kỳ bén, cái độ giữ bén lâu ha. Và xài xong thì anh chị mình lau khô hoặc là anh chị mình bảo quản thêm miếng dầu giùm em ha. Lưỡi dài là 16 cm, bản rộng tầm khoảng là 6.2 ha. Dưới này tầm khoảng là 6 cm. Rồi độ dày thì em sẽ đo phần trên này cho nó chính xác này. Phần ở trên gãy trên đầu nó tầm khoảng là hơn 7 ly anh chị ăn, ở dưới này nó tầm khoảng là 6.5 ly nè. Rồi em cân nặng luôn. Lưỡi dài là 16 cm ha. Cái này cân nặng là 540 g. Anh chị mình chốt giùm em mã số. Đâu rồi, 750 đâu rồi. 30 giá 750 nha anh chị ha. 30 750. Bắt cái tem đâu. À đây. 30 ha, 30 750. Rồi. Em lên mã số 31. 31 là combo gồm có hai cây đục ha, cây đục gỗ nha anh chị ăn. Bộ cây này là hàng mới chưa xài, cây đục là đục 15 ly và cây đục là đục 9 ly ha. Rồi cây này thì có cái tem nha chị ăn, tem hàng Nhật nè. Mình dùng cái này của hãng gì đây. Đây anh chị mình thấy ha, cái số điện thoại là 02563543111, hàng của Nhật ha, 4979 này. Rồi đục này đục 15 ly. Có phần mộc ở trên này ha. Đây hãng này hãng gì nè. Đó, mất cái tem ở trên này. Cây này thì không có chữ nhưng mà chuẩn hết là hàng Nhật nha chị ăn. Đây là cây 15 ly giùm em, và cây dưới này là cây trên này là cây 9 ly. Hàng mới chưa xài về, anh chị mình mài sơ giùm em ha. Cái này em mới lau sơ thôi chứ em cũng chưa có vệ sinh gì hết. Và em còn cũng còn tầm khoảng 2-3 cặp là hết rồi. Nếu mà anh chị mình có nhu cầu thì mình mua ha. Dài 22 cm, mã số 31, giá 140. Em lên mã số 32. 32 là một cây ghép cành ha. Cây này ghép cành này còn khá mới nè. Đây anh chị mình thấy chữ nè. Đó, anh chị mình thấy
Thì cây này mình xài cái phần đây là cái phần ghép nè, cái phần này phần dưới lưỡi mình xài, mình sẽ xài từ từ mình mài nó mòn mòn thành chéo trên này ha, thì mới hết cái phần lưỡi mình xài. Và những cây mà có phần vỏ gỗ như thế này thì những cây này rất là xịn ha, và có cái phần, có phần hoa văn ở trên đấy nè, hai lớp thép láng o này chị ha. Đó này hở ố chút xíu không sao ha, cái này mụn nổi thôi. Rồi trên này có chữ luôn, có một cái logo chữ nè. À, ta gạch để anh chị mình đánh dấu, mình vô cái vỏ cho nó dễ ha. Chiều dài là 17,5. Phần lưỡi thép, chỗ này là phần thép dài là hơn 7 cm ha. Cây này thì da dễ láng rồi, cây này thì thép cũng xịn đó nha anh chị ha. Cái này em chưa tra thôi nhưng mà cây này cũng rất là xịn nha. Tại vì anh chị mình thấy một là hoa văn bên bố nè, thứ hai là nó còn rất là láng o. Và chữ này thì lâu rồi em quên rồi. Lưỡi dài là 4.2 ha. Bản rộng là 1.9. Cây này là cây dao ghép cành để anh chị mình ghép cành ha. Dày tầm khoảng là 1.8 ly. Cây này chốt cho em mã số là 32.150 ha. Em lên mã số 33. 33 là một cây cắt cành gỗ Katsune. Cây này là 18 xăng anh chị ha. Cây này thì nói chung là ngoài bãi giờ thì giá nó cũng khá cao rồi. Đó, cây này thì về xài thôi nha anh chị ha. 18 xăng nè. Chứ cũng không có đẹp để sưu tầm nhưng mà cây này anh chị mình cắt cực kỳ ngon ha, nó rách cái này miếng này nhưng mà cây này lưỡi đẹp anh chị. Đó, ok ha, cắt cành Okatsune ha anh chị ha. Rồi anh chị mình lưu ý ha, cán trắng đỏ nhưng mà cây này là của hãng Okatsune nha anh chị. Okatsune nha, khít nè anh chị, mình thấy cái lưỡi khít nha. Ốc là ốc đẹp không có rơ nha anh chị ha, ốc này còn zin là không rơ nè, không có bị rơ, không có bị lạch hay là bị xài nhiều nào mà nó rơ cái ốc đó ha. Chỉ có phần bên này nó cánh chút xíu nhỏ xa ha. Cái này anh chị dùng để cắt cành nhỏ. Rồi mã số 33 giá là 260. Em lên mã số 34. Cây này là một cây kéo cắt cành trắng đỏ của Okatsune luôn. Cây này là size 20 cm, chiều dài tầm khoảng là, cái này chiều dài là 20 cm ha. Rồi mã số 34 208, cây này thì lưỡi đẹp nha chị ha, nhưng mà cũng do để bãi thì nó hơi bị ẩm nước, thì nó hơi có bị nhăm nhăm trên này chút, nhưng mà lưỡi zin đẹp nha chị ha. Chị mình thấy phần lưỡi zin này nó mụn mặn chút thôi mà không sao nha chị. Đó này do ẩm nước quá thôi chứ không đi gì. Ốc là ốc zin ha, ốc là không có rơ lắc rung lắc gì hết á. Cán trắng đỏ Katsune. Đây anh chị mình thấy chữ ha. Rồi cây này thì có cái này thì vặn không để ý thì nó bị cái phần chốt thì còn mới nè, nhưng mà nó bị trượt ra rồi. Về anh chị mình để vậy mình xài thôi. Đó, mình cắt cành thì mình bỏ nó vô, hoặc là anh chị mình có chế được cái lẫy thì mình chế ha. Và anh chị yên thấy cây này rất là khít đẹp nha. Rồi cây này chốt cho em mã số 30 34 giá là 280 nha chị ha. 34 giá 280. Em lên mã 35. 35 là một cặp kéo của hãng Chikamasa ha. Đây là thép rèn nha chị ha, cái hình lưỡi là thép rèn, mã số 35. Thì cặp này 200 một cặp nha chị ha. Made in Japan nè. Đó. Cái này là hàng mới chưa xài nha chị ha. Cây này là hàng chưa có xuất xưởng. Thì cái ràng hàng này á, nó có rãnh hô lâu nè. Thì những cây hàng xịn anh chị mới, đây là thép rèn có rãnh hô lâu đã mài bén rồi ha. Cái này là hàng bén, xưởng mài bén chứ không phải là bên em mài anh chị ha. Bên em về chỉ có vệ sinh sơ những cái vết ố, do để bãi nó ố vàng vàng thì vệ sinh sơ thôi. Rồi chứ còn đường mài là mài zin của hãng nè. Made in Japan ha. Anh chị mình tìm giùm em là Chikamasa. Chikamasa đây ha, Chikamasa Japan. Dòng là dòng M7 sẽ ra thông tin cái này ha. Thì khi mà họ đã mài, họ đã rèn cái phần lưỡi nè, và họ đã mài hoàn chỉnh rồi, thì họ gắn cái cán bằng nhựa đặc, nhựa cứng màu cam vô á, thì họ đổ vô thì nó có bị nứt cái chỗ này anh chị ạ. Đó, thì anh chị mình cứ xài bình thường thôi. Thì cái này là do nó nứt vậy QC họ mới bỏ ra thôi, chứ còn phần lưỡi là đã hoàn chỉnh, anh chị mình xài rất là bén luôn. Cái này anh chị mình cắt cắm hoa, tỉa cành hoặc là tỉa lá thì rất là ngon ha. Đó, thì nó có bị nứt chỗ này thì về anh chị mình để vậy xài cũng được, hoặc là thích thì anh chị mình có thể mình đổ keo cho nó cứng, hoặc là kỹ nữa thì anh chị mình dán băng keo điện trồng lên cho nó cực kỳ chắc luôn. Lưỡi dài là tầm khoảng là 6 cm nha chị ha. Đây phần lưỡi dài 6 cm và chiều dài cây kéo là hơn 20 cm ha. Bẹt cực kỳ bén rồi. Nếu mà anh chị mình mua mới giá nó tầm khoảng gần 500.000 một cây nha chị ha. Gần 500.000 một cây. Cái này anh chị mình mua 2 cây có 200.000, chưa được nửa giá một cây nữa. Rồi. Rất là rẻ rồi ha. Rồi mã số 35 200.
em lên mã 36. 36 là một cây cặp rễ ha, cây này là hàng của tre mắt của Nhật. Đó. Cây này thì có sẵn lò xo luôn, cây này cũng là hàng chưa xuất xưởng này. Đó, để anh chị mình thấy còn cái phần mà keo nó dính đây nè. Lò xo zin của hãng nha anh chị. Đó, lò xo zin của hãng ha. Thì thường thường nó có sẽ tre mắt ở chữ bên này đó, nhưng mà cây này thì họ đã phủ một lớp sơn, họ mài cái chữ đi, họ phủ cái chữ là họ khắc chìm. Nên anh chị mình thấy họ có mài cái phần chữ đi, họ phủ lớp sơn lên nè. Họ chỉ để chữ bên này nè. Đó. Cái này là của tre mắt của Nhật nha anh chị, tre mắt của Nhật ha. Đây là có sẵn lò xo trợ lực luôn, kìm cạp rễ anh chị ha, cạp rễ. Đó, cái này em test thử bữa nào nó hơi dính cái phần nhựa cây chút. Chứ còn lưỡi zin chưa xài nha. Dài là 18.5 xăng và phần lưỡi sử dụng chỗ này tầm khoảng là 1.5 xăng ha. Rất là bé nha anh chị. Rồi mã số 36, một cây cạp rễ chưa xài. Dài 18.5 xăng ha, 36 350. Em lên mã số 37 ha. 37 là một cây tỉa hàng rào, cây này là của hãng Kamaki nha anh chị ha, Kamaki của Nhật, mã số 37. Cây này cũng còn khá mới anh chị ha. Đây, anh chị mình thấy nó còn láng nè, đó. Ốc rời dễ mở ra và cái lưỡi nó rất là dài luôn. Cái chỗ này là cái này nó bị nó không biết để đâu mà nó bị hơi chày chày cái phần ố tí thôi. Đó, anh chị mình thấy cái đường phay xước dọc vẫn còn nè. Lưỡi cực kỳ dài ha, láng o luôn. Cây này là Kamaki ha. Nếu mà hồi trước em anh chị mình thấy em hay bán đây Kamaki nè. Kamaki ha, Kamaki của Nhật, Kamaki đây. Đó, những cây mà cắt cành trên cao á thì đợt này về được một cây tỉa hàng rào. Và đặc trưng của Kamaki là cái cán nó màu đỏ thẫm như thế này ha, màu huyết, màu tím như thế này này. Rồi còn Okatsune thì cán trắng đỏ. ARS thì màu cam. Đó, một số màu, một số hãng hay nhìn vô là mình có thể phân biệt được. Rồi, cái này lưỡi dài anh chị ăn thì cái phần dưới này nó có bị tầm khoảng là một khoảng 2 xăng thì họ cắm vô cái phần nước á, họ để dọc như thế này, là nguyên một lô tầm mười mấy cây mà họ để cắm như này thì nó hơi ẩm nước tí anh chị ăn, thì hơi nhăm chút, nhưng mà chút xíu không sao nha anh chị. Cắt ngon lành ha, tỉa hàng rào ngon lành, không vấn đề gì ha, tại vì cái lưỡi anh chị mình thấy form dáng còn nguyên zin đẹp nè. Anh chị mình xếp tới đâu là nó nghiến vô nó sát tới đó ha, nó không có bị rơ lắc gì hết, nó không có bị lỏng ốc gì hết ha. Rồi, nói chung là nó có một cái chỗ này chút xíu vậy thôi chứ không có vấn đề gì hết. Cây này anh chị mình tỉa hàng rào hoặc là anh chị mình tỉa cành, chiều dài tầm khoảng là 18 xăng phần lưỡi ha, và chiều dài tổng thể cây này là khoảng 73 xăng ha. Rồi, cái này anh chị mình chốt cho em mã số 37. Cái này thì rất là mới anh chị mình khỏi lo ha, có mỗi chỗ này thôi mà giảm giá nó còn có 320 à. Những cây này thì giá cũng tầm 1 triệu bạc ha. Mã số là 37 320, chưa kể phí ship từ Việt Nam. Em đây mã 38. Rồi anh chị nào mà mình sưu tầm mình mua cây này ha, cây này là một cây của Đức đời cổ ha, đây Đức đời cổ rất là đẹp nè, và cây này size cực kỳ lớn, cây này tới gần 23 xăng. Rồi, gần 24 xăng luôn ha. Anh chị mình có thể thấy nè. Này ha. Đó, nó hơn 23,5 luôn. Rồi ha, cái này mã 38. Có phần hai cái cữ này anh chị, có hai cái phần chốt chặn này. Đó, nhìn cây này rất là lực đền, anh chị ăn rất là mập mạp, rất là cứng cáp. Đây là cái phần vỏ bằng nhựa bên ngoài ha, cần trong đó là thép đúc đặc này. Thì có phần chốt da, cái chốt ở chỗ này thì nó bị gãy rồi nên em mình chốt đỡ ha. Về anh chị mình có thể mình chế cái chốt cho đẹp hơn. Cây này dài là 23.5 xăng anh chị ha, da dẻ đây. Đây là cái phần cữ nè, phần chốt nè. Phần chốt đây ha. Đất đời cổ anh chị ha, đất đời cũ. Những cây này anh chị mình sưu tầm cực kỳ ngon. Đó, da thì nó cũng dòng thời gian này nó cũng hơi nhăm nhăm mụn mặn chút xíu, nhưng mà thép cực kỳ bén và cứng nha anh chị. Đó. Đây ha. Nhìn cái lò xo là anh chị mình thấy cây này rất là cắt cành bự nha anh chị ha. Và đây là cái phần lưỡi bên dưới nè. Bén rồi nha anh chị ha, rất là bén rồi. Cây này anh chị mình sưu tầm ha, hoặc là xài cũng được. Hoặc là anh chị mình có nhà vườn mà mình hay cắt cành lớn thì anh chị mua cây này về mình cắt ha. Đức hai hình người, sản xuất tại Đức. Đó, ok ha. Những cây này thì rất là cũ rồi, rất là cổ rồi. Rồi,
Duy nét nha anh chị ha. Cây này còn rất là đẹp. Dài 23.5 xăng ha. Thường thường những cây thường thường hay gặp là những cây tầm khoảng là 20 xăng là nhiều, 20.5 xăng. Thì cây này là cây 23.5 xăng ha. Rồi anh chị nào chốt giùm em mã 38 ha. Mã 38 một cây cắt cành của Đức hay người đời cũ ha, đời cổ ha. 38. Em đã lên 38 mã clip số 77. Anh chị mình chốt mã nào mình cứ điện thoại nhắn tin trực tiếp vào số điện thoại trên tiêu đề giùm em ha. Em xin chân thành cảm ơn.